Ban chấp hành mới, tức là bởi vì chúng ta 42 năm nay thì các anh chị, như anh chị và anh đã giữ quyền, đã chỉ đạo chúng tôi làm việc rồi. Thì năm nay anh hai năm nay thì anh Hoàng Việt Dũng là người đầu đàn của chúng tôi. Bên cạnh anh Dũng có hai người phụ trách, hai người phụ chúng ta là cô Nguyễn Thúy Thanh và anh Nguyễn Tư Trạng và tôi đây. Kế tiếp là cô Hồng, Lê Hồng là thủ quỹ, xin mời cô Lê Hồng. Kế tiếp nữa là anh Đốc Tờ Đối Huỳnh Tường Minh. Đốc Tờ Huỳnh Tường Minh hôm nay cũng có đã xin giao lỗi sự không có mặt. Bên cạnh đó là ông Huỳnh Xuân Quang cũng không có mặt. Anh Huỳnh Thanh Hùng, anh Phạm Phương Trận, tức là phụ trách lớp SAT năm nay. Anh Trương Văn Lập, là người phụ trách cái nhóm dạy IT. Rồi sau đó ở trong văn phòng chúng ta, ở trong cái tiểu ban cũng có nhiều tiểu ban, gồm có chị Chử Nhất Anh, cô Denise Dương, anh Thái Nhất, là cái anh mà lúc nào cũng chỉ trỏ quý vị qua đường. Anh Vũ Quốc Hưng, anh Quốc Hưng là cũng người thực hành. Anh Đoàn Kim Dũng, cô Lê Bích Phượng, anh Bùi Đăng Trường. Rồi trở lại là những người cuối cùng là anh Nguyễn Hùng Mạnh. Hôm nay có đến đúng không? Anh Nguyễn Hùng Mạnh, một người cuối cùng và quan trọng nhất là người sẽ nắm cái vai trò chủ chốt sau này là chị Nguyễn Phan Trinh. Xin trình diện quý vị ban chấp hành. Anh Nhị Anh xin lỗi, anh Chử Nhị Anh, đâu rồi, anh Chử Nhị Anh là người lúc nào trong bóng tối để chỉ dạy chúng tôi những kinh nghiệm của anh ta có 42 năm này. Và chị Nguyễn Lan Hương, Hoàng Lan Hương nữa, là vợ anh Hoàng Việt Dũng. Chị Hương đâu? Chị Hương ở nhà. Đây rồi. Thưa quý vị, cho một tràng pháo tay. Sáng nay tôi sẽ làm hay hơn.